Mến chào quý vị khán giả, tôi là Thanh Thanh. Quý vị đang theo dõi thông tin thời sự tại tin tức Sky News, kênh cập nhật tin tức 24 giờ. Xông vào khu cách ly thăm bạn gái, tấn công cả lực lượng chức năng khi bị phát hiện. Ngày 18 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kỳ Sơn, Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các đối tượng LV Nội sinh năm 1998, LV Hương sinh năm 1999, cùng trú tại bản Hùi Phung 2, xã Khen Du, huyện Kỳ Sơn, LV Khăm, MV Khăm và LVK để điều tra về tội chống người thi hành công vụ. Trước đó vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 15 tháng 1, Nội điều khiển xe máy chở Hương đến uống rượu tại nhà LV Tý sinh năm 2004, trú tại bản Hùi Nhàn, xã Khen Du. Sau khi uống rượu, Nội đã đi bộ tới và trèo qua tường rào đột nhập vào bên trong khu cách ly phòng chống dịch COVID-19 tại nhà cộng đồng bản Hùi Nhàn, xã Khen Du để nói chuyện với bạn gái mới quen. Thời điểm này, cán bộ công an xã Đen Cu đang làm nhiệm vụ trực bảo vệ khu cách ly thì phát hiện sự việc nên yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm, nhưng Nội không chấp hành. Tiếp sau đó, có sẵn hơi men trong người, Nội đã hô hào đồng bọn, bất ngờ tấn công, lao vào đánh cán bộ công an đang làm nhiệm vụ. Khi phát hiện ra sự việc đánh nhau, một số người dân xung quanh chạy ra can ngăn, thì các đối tượng bỏ chạy, cán bộ công an bị thương, được người dân đưa đi đến trạm y tế xã Khen Du, huyện Kỳ Sơn sơ cứu. Hiện vụ việc đang được công an huyện và các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.